Giờ mình leo lên nha mọi người. Nói đó mà mình muốn xài ở đâu cũng được, có cần xài mạng xài gì không? Dạ không, cậu mình quay chỉ quay phim thôi, nhiều cái máy quay phim vậy thôi. Nó mua 3 cây, cậu bán cho nó 800 ngàn hả? 800. Không mua cọc mua gì trơn. Không mua cọc mẹ gì trơn. Nó vô vừa lại vú sữa rồi cái rồi mà... Vậy là nó bỏ luôn nó cũ quay. Mấy ông mấy cây cài không có nói gì đó chứ. Chắc nó bỏ là vừa quá. Bữa con có cưa cái đám cây này, con có dặn là cố cho nó bán sữa, cố hú con mà cố bán cho người ta có tiêu hả? Thì cái năm đó đốn cái cây bậy mà che đạp nè, rồi năm sau cô đốn luôn cái gì. Đấy. Chắc cổ Út nó bán còn rẻ gì. Có hết trơn à nha. Dạ. Có hết trơn à. Ở đó bán rẻ bán mắc gì luôn. Ở đây cậu bán mão cho nó hay là cậu. Cái chỗ này nó có thẹo nè Út, nó bị hư chỗ này nè Út. Xài này bự lắm nha mọi người. Cái xài này xuông xuông leo vô kỹ leo mới được chứ mình đeo tay không được nha mọi người. Cái đó mà không có đồ nghề làm sao leo được đó. Được, cũng được, cũng có cách leo lên hết trơn cố coi. Cái cây này thấy vậy chứ cưa cực hơn cây dừa nghe cô Út. Nhưng mà nó dễ cưa hơn này, nó có nhánh nhiều mà đứng được. Nhánh phải không? Dạ đúng rồi. Ủa? Cái đây. Cái cây dừa cậu leo nó dính vô là dính luôn, nó không có tuột. Con này nó có da với thịt mà bấm nhắn ở đít này nó tuột á. Nó không có vô cái cây ấy ha. Dạ. Như leo cây đi, bác có ông nhiều khi đường đít thì đít bán được cả triệu bạc hay cô Út. Còn cái cây mình leo lên mình cưa có nhiều không? Mệt quá mọi người ơi. Rồi. Ý là gian leo móng mà mệt vậy đó. Leo móng mà mệt vậy đó rồi leo móng sao leo khỏe sao leo nổi. Tại vì gian ốm yếu nên không bằng anh em nên gian leo mau mệt hơn. Không mà ốm yếu vậy nó dè mình dễ leo á. Đó mà gặp mà mặt phù qua qua thứ khó leo á. Mệt thù lù lên mệt hả cô Út? Ơ cậu Út ơi. Cậu Út mở cái máy cưa ra đi, hồi con dùng dây người qua đây cậu Út còng vô. Chứ con leo bên nhóm này nó chẹo dây rồi. Dạ. Cậu con chơi đây con đeo vô đây nha mọi người. Nó an toàn nha mọi người. Dạ không có quay. Thì dạng méo nhánh xuống. Con kéo dây lên đi con dùng. Cũng hôm nay 7 cũng 7 7 7 7 7 7 thôi cô. Người ta sống 65 cuộc đời mình 70 là mình ngon rồi đó. Bà nội con cậu Út. Bà nội con tắm 7 mấy tuổi rồi. Bà khỏe mạnh lắm mà bên tay lắng cậu Út. Lúc bà 7 mấy là bà bị lắng. Dạ bị lắng. Là 10 mấy năm sau bà mới mất. Là bà mất 5 6 tuổi vậy đó. Nhưng mà bà bị lắng là bà không biết chân á. Con lại thăm bà nội con là bà đẩy con ra không à. Bà lắng mà lúc nhớ lúc quên. Còn nhớ con cháu được. Con này không biết ai chứ. Nó thẳng là thù đương đích nữa.
rồi thấy bà nội mà mới sống gì chứ đâu có nói chuyện đâu có, nó mà đâu có hiểu gì đâu, cũng như thấy bà thôi chứ đâu có. Dạ con khác hả? Dạ. Để nãy gì lâu quá nó bị trứng nữa nè. Nó cưa nó bị gì mới nữa. Gì gớt cái luôn vậy cô?
Rớt con đâu hay đâu. Rồi mình mấy nhánh xong hết rồi nha mọi người. Đã quá à. Cái cua vậy mới được quá quay. Chứ để dài rồi ấy quá nó gắt cố nó gớt xuống. Nữa. Xuống mọi người, xuống mình đổ gốc nha mọi người. Dạ. Cậu Út qua lấy cục dây không cậu Út? Dạ. Nó đè. Ôi ôi. Có cái mấy cua nữa nó nặng. Nó chì cái hông xuống. Như bị đeo cục tạ nha cậu Út. Rồi xuống tới đây an toàn nghe bà con cô bác, an toàn nghe mọi người, để gian gian tháo cái đồ móng rồi ra cái gian cười nhỏ nhỏ nhánh cho ông cậu ông lôi cho trống chứ để vậy ông lôi cho ông xỉn xỉn luôn ạ. Lôi không nổi luôn á.